Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay sẽ là một video vẽ nhãn dở của tất cả các môn học. Mặc dù mình không phải là một người thích vẽ hay là vẽ đẹp, nhưng mà mình rất là thích cảm giác khi mà vẽ xong và xem được thành quả của mình. Cho nên là hôm nay thử thách này đối với mình nó cũng không phải khó, cũng không phải là dễ. Còn bây giờ hãy cùng mình bắt tay vào vẽ luôn nhé. Tâm sẽ bắt đầu với môn học đầu tiên, đó chính là môn toán. Không biết sao mà trong đầu mình nghĩ tới cái môn toán này đầu tiên. Và đây sẽ là những cái đặc trưng của môn toán. Mình cứ trang trí đều hết cái nhãn vỡ là được. Để mà tránh mất thời gian thì Tâm đã phác họa lên tất cả mọi thứ. Chứ để mình ngồi vẽ là không biết chừng nào xong luôn. Sẵn đây khoe cho các bạn một món bảo bối mà Tâm rất là thích khi vẽ. Đó chính là cái em thanh lăn này nè. Tẩy xong là cái vụn gom nó đầy ra. Mà lăn 2-3 cái thôi là nó gọn ơn. Nhìn nó không có bị tùm lum trên cái bàn của mình á. Với cái môn học đầu tiên này thì mình sẽ tô theo cái tông hồng. Tâm thấy tô theo những cái tông màu giống nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Nhìn nó có sự liên kết mà không có bị rối á. Tô xong rồi thì mình nhấn mấy cái phần bóng của nó để mà nhìn như các đồ vật đang được nổi lên vậy đó. Cũng dễ vẽ thôi mà đúng không? Các bạn chỉ cần tìm những cái đồ mà liên quan tới cái môn học đó. Ví dụ như là những đồ dùng học tập là những ký hiệu của môn học rồi vẽ xung quanh cái nhãn dán. Vậy là chúng ta đã có một cái nhãn dán mà độc nhất vô nhị, không có thể trùng hàng được với ai. Mình qua tới cái môn thứ hai là cái môn hóa học. Tâm vẽ những cái hình ở trong môn hóa, mấy cái loại thủy tinh rồi ống nghiệm. Đây là cái môn mà ám ảnh hồi cấp 3 của tôi. Phải nói là mình rất là cố gắng để mà qua được cái môn này luôn á. Cho nên là mình thấy ai mà giỏi mấy cái môn hóa rồi môn vật lý là rất là khâm phục. Từ đó đến giờ và cho đến từ đây về sau luôn, mình cũng không bao giờ mình sẽ nghĩ là mình có thể học được cái môn như thế này. Học toán thôi là đã thấy mệt rồi phải không? Vậy mà qua môn hóa học vẫn học toán. Rồi cân bằng mấy cái phương trình này kia. Nói chung là không phải quá tệ, nhưng mà để giỏi thì không phải. Rồi nhìn cái đồng hồ cát này là đố các bạn đây chính là môn gì. Định lấy cái tay che để mà đoán này kia đó. Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ đã lộ ra kết quả. Ok, chính xác luôn đó, đó chính là môn lịch sử. Phải gọi là một cái môn du hành thời gian. Vì thế cho nên là mình vẽ cái đồng hồ cát. Còn những cái vương miện này của những cái vị vua, những cái ngọn núi không biết có liên quan không, nhưng mà mình thấy nó liên quan. Kiểu vẽ vô thấy nó cũng hơi hợp hợp á. Rồi với lại một cái tờ giấy cũ kỹ, trang trí dàn đều xung quanh cái nhãn dán nữa là chúng ta đã có một cái nhãn dán có màu sắc của môn lịch sử. Nhưng mà sử dụng rất là ít màu luôn nha. Với cái nhãn dán này Tâm sẽ sử dụng, nãy giờ có cái câu này mà nó lộn hoài luôn á trời. Có nghĩa là cái nhãn dán này Tâm sẽ sử ý là dùng có 3 màu tới đó, màu vàng đậm, màu vàng nhạt rồi màu nâu. Giờ nhìn lại mới thấy cái tờ giấy chưa ghi chữ lên. Qua tới cái môn học tiếp theo là anh em bạn gì với cái môn lịch sử, đó chính là môn địa lý. Nhắc tới cái môn địa là mình nhớ tới cái quả cầu đầu tiên. Biết sao ở trên mà mình vẽ hai cái lá cờ luôn không? Tại vì nó quá trống nhưng mà không biết vẽ cái gì hết. Coi như là copy rồi dán qua đi. Tính là mỗi cái nhãn dán là mỗi cái tông màu khác nhau. Nhưng mà với cái môn này thì khi có một hai màu thì nó không có đẹp. Sẵn tô qua cái chữ môn địa lý, màu xanh dương và màu xanh lá để cho nó trùng với cái quả châu. Ủa gì quả châu, chờ Giáng sinh hay sao? Cho nó trùng màu với cái quả cầu và tô cái màu nền của nhãn vỡ màu xanh ngọc để cho nó không bị trùng với cái chữ ở phía dưới, nhưng mà nhìn nó cũng matching được với nhau á. Nhấn nhá thêm một xíu nữa ở phần đổ bóng. Rồi sau đó thì các bạn ghi thông tin cần thiết có trong cái nhãn vỡ. Nếu như các bạn muốn ghi tên với lớp thôi cũng được. Qua tới cái môn tiếp theo đó chính là môn sinh học. Cái này gọi là cái chuỗi ADN đúng không? Còn cái dưới đây là cái gì lâu quá không có học nên là quên mất tiêu rồi. Nói chung chung là những cái tế bào á. Đó là vẽ những cái môn gì thì mình chỉ cần vẽ những cái đặc trưng của cái môn đó vào cái nhãn vỡ là được. Để mà tránh cái sự lòe loẹt không đáng có thì mình sẽ sử dụng những cái màu xanh đơn giản thôi. Lúc đầu vẽ thì mình định để cái nền trắng luôn, nhưng mà khi mà tô rồi thì thấy tô màu nền thì nó sẽ đẹp hơn. Với lại nhìn cái nhãn dán của mình nó màu sắc và nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà quan trọng là phải biết tô màu sao mà cho nó nhìn có bị chồng chồng lớp lớp lên với nhau. Mình chỉ nên tô qua một đường thôi chứ đừng có lặp lại tô qua tô lại rồi nó đậm lòe đậm loét. Thì lúc đó phải bắt buộc là một cái nhãn vỡ khác thôi chứ biết làm sao bây giờ. Đã đến được cái nhãn vỡ thứ 6 là môn tiếng Anh. Lúc đầu không biết là cái môn tiếng Anh nó có những cái gì mà đặc trưng để mà vẽ luôn á. Sau một hồi suy nghĩ thì mình nghĩ tới 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Nghe thì mình vẽ cái tay nghe, nói thì mình vẽ những cái bong bóng như thế này, còn đọc thì mình ghi chữ âm file, coi như cũng là một câu nói kinh điển đi. Còn viết thì mình vẽ cuốn tập, nhưng mà hơi thiếu cây viết một xíu, nhưng mà ghi vô cuốn tập á. Nhãn vỡ môn này thì Tâm sẽ tô màu theo tông màu xanh dương. Tô sao mà mình cảm thấy nó vừa mát mà nó không bị lố lăng là ok. Đó chính là hai tiêu chí mà vô cùng là đơn giản đối với Tâm. Và lần này cái nền của nhãn vỡ thì Tâm sẽ không có tô full nữa, mà mình sẽ tô theo cái kiểu mà những cái đường lai ngang thôi, cũng là một cái kiểu trang
trang trí hay ho nhưng mà không có tô quá nhiều. Dành cho những bạn nào mà tô màu không có được đều á, thì Tâm thấy cái cách này nó rất là hiệu quả luôn. Nếu như nói cái môn tiếng Anh là không có gì để vẽ thì qua tới môn giáo dục công dân thì càng không biết vẽ hơn. Cái nón thì tượng trưng cho con em mình thành tài. Còn những cái đồng xu này mình nhớ hồi năm cấp 3 có mấy bài gì mà kinh doanh này kia đó. Còn hai cái bóng người này là kiểu như là biểu hiện cho cái sự hợp tác. Đó là xương xương mấy cái hình vậy thôi. Tránh bị trùng màu vàng nhiều quá thì Tâm cũng vẽ những cái đường lai ngang, thay vì mình sẽ tô hết toàn bộ cái nhãn vỡ. Rồi mình tô đậm ở mấy cái xung quanh viền, nhấn nhá thêm một xíu để cho nhìn cái nhãn vỡ nó đẹp hơn. Viết thông tin mà các bạn muốn hiện thị ở trên cái nhãn vỡ. Nhãn vỡ tiếp theo đó chính là môn tin học, nhưng mà không biết là sẽ kết hợp màu gì với màu gì đây ta. Môn tin học là chắc chắn mình phải vẽ cái máy tính nè, cái hòm thư, ý là gửi mail á, có thêm cái con chuột rồi cái dây nó quấn quấn nữa. Nãy giờ là chưa có thấy màu đỏ nè, nên là bây giờ mình sẽ tô cái môn tin học này theo cái tông màu đỏ và cũng đối lập lại với cái màu đỏ, đó chính là màu xanh da trời. Không có tô hết nhưng mà chừa những cái khoảng trắng nhỏ nhỏ ra như thế này nè, nhìn nó cũng hay hay lắm chứ bộ. Rồi ở bên trong cái nền của nhãn vỡ thì Tâm sẽ tô toàn bộ là màu cam. Lý do chọn màu cam đó chính là nó không có quá khác với cái màu đỏ, cho nên là nhìn nó cũng hợp với nhau. Qua tới cái môn tiếp theo đó chính là môn ngữ văn, là một cái môn mà rất là ám ảnh mỗi khi kỳ thi tới. Đối lập lại với những cái môn mà tính toán như là hóa học, vật lý rồi môn toán thì môn ngữ văn này mình có phần hơi thích hơn và cảm hứng để mà học cái môn ngữ văn này cũng nhiều hơn những cái môn đó nữa, chỉ vì đơn giản là môn ngữ văn nó dễ hiểu hơn. Ở phần bên trái của nhãn vở thì Tâm sẽ vẽ nguyên một cái đống sách cùng với một lọ mực và cái bút lông. Còn bên phải thì sẽ là hai cái mặt nạ, một cái mặt nạ phía trước thì thể hiện cho cái sự vui vẻ, còn cái mặt nạ phía sau thì thể hiện cho cái sự mà những nỗi buồn và những điều không vui được ẩn giấu sau cái niềm vui đó. Còn phía sau nữa Tâm vẽ một cái rèm tượng trưng cho một cái sân khấu diễn kịch. Phải nói cái nhãn vở này là đậm chất của môn ngữ văn luôn á. Bạn nào mà dùng cái nhãn vở này để mà trang trí cho cái vở của mình coi như là lấy lòng cô giáo đi. Định là sẽ tô full toàn bộ nhưng mà với cái bút này tự nhiên nó hết mực ngang làm mình phải vẽ những cái đường lai giống như hồi nãy. Xong cái môn ngữ văn rồi thì môn học nào sẽ vẽ tiếp theo đây? Tâm sẽ vẽ tiếp theo là môn vật lý nha. Tâm có vẽ cái bóng đèn nè, cái nam châm nè, nguồn điện, cực âm, cực dương và cả công thức của môn vật lý nữa. Có lẽ là với những cái dụng cụ này thì Tâm sẽ kết hợp được nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà mục đích phải là hợp mắt nha, đừng có bị lố lăng là được. Bóng đèn với phần viền ngoài thì Tâm sẽ tô cái màu vàng đậm hơn, còn bên trong thì sẽ tô cái màu vàng nhạt hơn để cảm giác là nó đang sáng thật á. Còn cái nam châm màu đỏ này thường thường mình cũng thấy rồi ha. Mấy cái môn học gần cuối rồi, bây giờ mình bung đi, muốn tô màu gì tô. Nãy giờ chưa có lấy màu nào ra tô thì bây giờ lấy ra đi. Cái màu xanh này nó hơi kiểu như là màu xanh chuối phải không? Nhìn nó kiểu hơi bị chói á, nhưng mà nó cũng không có bị lố lắm. Không biết mấy bạn thấy sao nữa nhưng mà Tâm thấy nó cũng hợp lý á. Tại vì với những cái màu sáng sáng như thế này nè, mình ghi cái tên, ghi cái chữ lên thì nó rất là đẹp. Thật ra thì môn âm nhạc cũng không có cần thiết là ghi vào vở cho lắm, nhưng mà với cái thử thách là vẽ nhãn vở của tất cả các môn học thì bắt buộc mình cũng sẽ trang trí cái nhãn vở này theo cái style của môn âm nhạc thôi. Tâm sẽ tô theo kiểu loang màu cái chữ âm nhạc, từ màu tím nhạt sang màu tím đậm, rồi sau đó là màu xanh dương, rồi sau đó là đưa cái micro tôi ca một bài, thêm hai cái trống phía dưới cho nó sùm trời đất lên. Tới cái nền của nhãn vở thì mình cũng sẽ tô hai màu luôn, nhưng mà nó không có được loang cho lắm, nhưng mà nhìn chung nó cũng khá là mộng mơ đó, khá là biểu diễn sân khấu này kia. Tiếp tục là mình sẽ chấm những cái đốm trắng như là những cái phì sao, cũng giống như là môn âm nhạc luôn, là không cần thiết phải có cái nhãn vở, nhưng mà mình cũng vẽ luôn. Nếu như mà không dán vô vở thì mình có thể dán vô sách đúng không? Bên trái Tâm sẽ vẽ một cái tiếp màu mà nó trải cái màu ra làm thành cái khung luôn. Còn bên phải sẽ là cái khay đựng màu và cây cọ. Nãy giờ là những màu sắc này mình chưa có sử dụng cho nên là mình lấy tô lên. Tô chừa một khoảng trắng một xíu đó, nhìn cho nó nghệ thuật. Mình vẽ là không có đẹp nha, nhưng mà vẽ mấy cái mà linh tinh nhỏ nhỏ như thế này mình có thể vẽ được chứ không phải là không. Còn nếu mà kêu mình vẽ mấy cái gì mà cao siêu quá là thôi mình chấp nhận xin thua rồi đấy. Tới cái nhãn dán thứ 12 rồi, các bạn đang còn cảm giác là thiếu cái môn học nào nữa không? Tất nhiên là còn rồi, đó chính là môn công nghệ. Mình chỉ vẽ những cái môn nào mà nó có thể dán vào vở, dán vào sách thôi, chứ môn thể dục thì không cần phải dán vào vở hay là sách gì hết, cho nên mình không có vẽ cái môn đó ha. Hồi xưa đi học cái môn công nghệ này là học về lắp bảng điện nè, rồi lắp công tắc, nhưng mà tôi đâu có làm đâu. Thứ nhất là mình sợ làm khùng làm điên ngồi game vô là cho nó nổ tùm lum như chắc tôi chết luôn quá, cho nên là toàn nhờ bạn bè làm giùm thôi á. Và cái nền đơn giản cho cái nhãn dán lần này đó chính là màu xám. Mình tô chéo chéo lên như thế này nhìn nó như một cái tấm gương vậy ha.
ta-da, và cuối cùng Tâm cũng đã hoàn thành xong được 13 môn học. Không biết là có còn thiếu cái môn học nào nữa hay là không, nhưng mà Tâm thấy nó cũng khá đầy đủ và đây là những cái môn mà chính nhất rồi đó. Bây giờ thì Tâm cắt ngay nè. Tâm đã hoàn thành xong cái thử thách này một cách êm đẹp. Nếu như bạn nào có những ý tưởng hay ho thì hãy comment ở phía dưới để Tâm làm thêm nhiều thử thách hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video tới thời điểm hiện tại, và đừng quên nhấn follow để xem nhiều clip hay ho từ Tâm nữa nha.